Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với con tàu xuyên Á Asia Zone trong chuyên mục Lucky Zoner. Ngay bây giờ con tàu của chúng tôi xin phép được dừng lại một tí xíu để chào đón một vị khách đến với chương trình của chúng ta. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. À, xin chào em. Em có thể tự giới thiệu về mình một tí xíu được không nào? Dạ em là Nguyễn Duy Phong anh. Tên em là Phong và hiện tại là đang sinh sống tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh về ngành cây cối, đặc biệt là ngành phong lan anh. À, đặc biệt là ngành phong lan. Không biết là Duy Phong năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà lại có một cái niềm đam mê đối với hoa phong lan như vậy? Dạ, năm nay em 24 tuổi anh. À, còn rất là trẻ nhưng mà lại thích kinh doanh và đặc biệt là kinh doanh về hoa phong lan nữa. Nhưng mà bên cạnh cái công việc là kinh doanh hoa phong lan thì nghề chính của mình là gì? Em tốt nghiệp ngành cơ thẳng phát hành truyền 2 ngành báo chí anh. Hiện tại em đang là một biên tập viên truyền thông. Và bên cạnh đó đó thì để nuôi dưỡng cái niềm đam mê hoa lan của mình từ những chậu hoa lan mà bắt đầu treo lên ban công ở nhà anh. À. Đó, em muốn sưu tầm nhiều hơn loại lan ở trong nước của Việt Nam và ngoài nước. Từ đó em nhân giống nhiều lên, tạo cái tiền đề để em có một cửa hàng hoa lan với tên là Duy Phong Orchid. Cũng được quý anh chị yêu thích hoa lan trên toàn quốc biết đến, chủ yếu là qua cái kênh YouTube hoặc là một số mạng xã hội anh. Wow, anh em, dạ. Tuyệt vời quá, Duy Phong mới có 24 tuổi thôi, tốt nghiệp ngành báo chí của trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2. Nhưng hiện tại thì ngoài cái công việc chính của mình là một nhà báo đúng nghĩa, thì bên cạnh đó kinh doanh hoa lan nữa. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều những câu chuyện cũng như là cái cơ duyên mà để Duy Phong có thể đến với cái công việc đó, chính là ươm giống trồng hoa lan cũng như là kinh doanh hoa lan. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa quý vị và các bạn nha. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bạn Duy Phong đến từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Một nhà báo trẻ của chúng ta ngày hôm nay đến với chương trình, nhưng mà với một cái tư cách là nói về cái tình yêu dành cho hoa lan. Không biết cái cơ duyên nào mà Duy Phong đến với cái công việc là ươm trồng cũng như là yêu thích hoa lan? À, từ việc lúc mà em ngay từ những năm nhất năm 2 đang học ngành báo chí á, thì em có đi xin đi theo mấy cái anh chị làm báo và đi quay ở những cái hội nông dân á anh, thì khóa tập huấn của hội nông dân, thì từ đó em được tiếp cận với cây phong lan hơn. Em nhìn nó tự nhiên em mê, em thích quá, màu sắc của nó rực rỡ, mà cái cây gì mà vừa đẹp mà nó vừa thơm nữa, thì lại mà mình yêu thích nó quá, mình tinh phong nữa, mà mình thấy cây lan tự nhiên cái mình khoái liền. Từ đó mình phải tìm hiểu, cái từ đó mới xin một người nghệ nhân, trong lúc đi quay á thì xin một người nghệ nhân đó một cây lan về mình trồng, mình ngắm nghía nó, mình tìm hiểu nó, cái tự nhiên càng thích yêu thích, mình đi ra chọn mấy cái shop mình mua về mấy cái cây, càng ngày cái niềm đam mê đó mỗi buổi sáng được chăm sóc đó, mình đã càng yêu thích hơn nữa. Và mình đặt quyết tâm làm sao trong khi mua mấy cây lan nó bị giống này giống nọ, bị người ta đôn giá rồi lên, bị cây không đủ chất lượng, mình quyết tâm làm sao để cho những cô chú anh chị có thể yêu thích hoa lan á, thể mua được đúng giá của nó, đúng chất lượng của nó, và đem lại mỗi cành hoa đem lại niềm vui cho anh chị sau những giờ làm việc căng thẳng. Đó là em, cái tâm niệm của em để em làm bên phong lan là như vậy đó. Coi như là một cái thú vui đúng không ạ? Và muốn truyền cái cảm hứng đó đến cho tất cả mọi người. Rất là tuyệt vời. Duy Phong còn rất là trẻ, 24 tuổi thôi. Tốt nghiệp ở trường cao đẳng được bao nhiêu năm rồi? Em tốt nghiệp được 2 năm rồi anh. Năm 2016 thì em ra trường và em có công tác ở một số nơi. Tới hiện tại bây giờ là em làm song song hai việc là bên lĩnh vực báo chí và truyền thông. Ngày phụ thì cũng kinh doanh lan và đem những giống hoa lan mới về gửi gắm tới quý cô chú quý anh chị để góp phần lên mình làm cho đời nó đẹp thêm hơn anh. Những cái hoa phong lan nó tỏa sắc và nó ngát hương đúng không nè? Dạ. Báo chí của mình với là công việc là trồng ươm trồng hoa lan và kinh doanh hoa lan có vẻ như rất là khác nhau. Một bên là báo chí nè, truyền thông, một bên lại là một người với cái thú chơi hoa lan, và tiếp theo nữa là như là một người kinh doanh nữa. Nó có vẻ như là không logic lắm, nhưng mà đối với Phong thì Phong thấy sao? Dạ, nói theo quan điểm cá nhân em, việc mà em học những kỹ năng ở ngành báo ở Hà Đem đã giúp em lại viết được quảng bá hình ảnh của cửa hàng Duy Phong một ít của em gửi gắm tới quý anh chị. Đó là thông qua những video, hình ảnh, những bài viết về hoa lan, giống lan này sao, giống lan này sao, hình ảnh là sao. Em sẽ quay lại, em sẽ dựng lên, gửi gắm tới những hình ảnh tới quý cô chú quý anh chị. Còn những giống lan mới này em tìm hiểu thông tin thì em cũng viết bài. Tưởng chừng như là hai cái lĩnh vực nó rất là khác nhau, không dính liền với nhau, nhưng mà ở đây em lại kết nối được việc bán lan với công việc
truyền thông báo chí của em nó lại liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra một cái sản phẩm báo chí giống như kiểu như báo chí đúng chất, gửi gắm theo quý anh chị yêu thích qua làng. À, như là một cái sản phẩm báo chí nông nghiệp vậy đúng không ạ? Đúng rồi, Dạ. Hiện tại bên em, cửa hàng bên em thì có những cái chuyên mục như là Radio Di Phong Một Kiếp nói về nấm bệnh trên phong lan, cách chữa trị làm sao, và một số chương trình radio là phỏng vấn trực tiếp các nghệ nhân nói về chia sẻ về các phòng trừ mùa bệnh, ví dụ vào mùa mưa sắp tới bên phong lan thường xuyên gặp những bệnh gì thì mình chia sẻ tới mọi người, hoặc là những giống lan mới đó thì mình cũng sẽ làm một câu chuyện bằng âm thanh, bằng đôi khi bằng hình ảnh quay, mình gửi đến tất cả cô chú anh chị thích qua lan. Tưởng chừng như hai công việc nó không có hề giống nhau gì hết, à. Đối với em thì nó lại gắn kết như thế đó. Nói chung rất là tuyệt vời, tự mình truyền thông cho cái sản phẩm của mình, ươm trồng ra, mình đưa ra hết cái tâm huyết, và bên cạnh đó là chia sẻ rất là nhiều những đúng cái rồi. cách thức Dạ. cũng như là cách chữa trị, là làm sao để hoa đẹp hơn, hoa phát triển tốt Dạ. hơn, vân vân. Ở ở đây MC Bùi Tướng biết không, em kinh doanh lan là bằng bằng cái tâm để kinh doanh lan để làm đẹp cho đời. Mình đóng hàng, mình gói hàng sao để cho cây lan nó được sống, đó là giống như mình đang nuôi dưỡng của nó. Thì quan trọng hơn cả là cái tâm mình, khi mình trao nó hết thì nó tự nhiên tự động nó sẽ tạo niềm vui và cái thu nhập cho mình thôi. Đối với bản thân em là như vậy. Kinh doanh bằng hết cái tâm huyết của mình, và quan trọng hơn hết là cái niềm đam mê, đúng không ạ? Chúc cho cái công việc của Duy Phong sẽ luôn thuận lợi và luôn phát triển như vậy, cả về công việc ở bên báo chí cũng như là cái công việc là kinh doanh hoa lan, ươm trồng hoa lan của mình. Và hy vọng rằng là thời gian tới mà khi mà Bùi Anh Tuấn kết nối lại cùng với Duy Phong, thì lúc đó mình sẽ trở thành một ông chủ doanh nghiệp hoặc là một doanh nhân trẻ thành đạt. Thì thay cho lời kết, em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến MC Bùi Anh Tuấn, chúc anh ngày càng có nhiều chương trình hay hơn nữa, và có nhiều câu chuyện, có lời kể của một cái giọng của mình được giữ mãi như vậy, để có thể là truyền tải những thông điệp hay nhất đến thính giả nghe đài. Chúc kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa, có nhiều chương trình hay và được mọi người trên khắp tổ quốc yêu mến kênh và chú ý theo dõi kênh ha. Cảm ơn Duy Phong rất là nhiều với những lời chúc tốt đẹp vừa rồi dành cho Tuấn cũng như là Kinh Zone FM. Và các bạn thân mến, hy vọng rằng là ngày hôm nay với bạn Duy Phong sẽ truyền cho tất cả các bạn cái lửa, cái niềm đam mê, cái nhiệt huyết của tuổi trẻ khi mà chúng ta dám mơ ước, dám nghĩ, dám làm, và chắc chắn rằng là có những cái bước nó cũng khó khăn, nhưng mà từng bước, từng bước, từng bước thì chúng ta sẽ đi đến thành công. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt Duy Phong ở đây và cùng nghe một ca khúc nữa quý vị và các bạn nhé, trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo trên con tàu xuyên Á Asia Zone.